1.000 đồng hay 2.000 đồng có thể mua được một bữa cơm thơm ngon. Điều đặc biệt là những quán ăn từ thiện như vậy đang được mở ra ngày càng nhiều tại thành phố Cần Thơ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Chuẩn bị tươm tất các nguyên liệu từ sáng sớm, bà Diệp cùng mọi người bắt tay vào việc nấu nướng, chuẩn bị cho kịp bữa cơm trưa. Làm việc với tinh thần thiện nguyện và góp sức vì cộng đồng nên căn bếp nhỏ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Có thời gian mình đi làm từ thiện, mình lấy cái này để là một cái niềm vui. Làm thì mệt nhưng mà khó khăn thì không có khó khăn, tại cái gì mình đã thích làm, cái gì mình cũng vượt qua được hết. Khi mà mình mở ra bà con vô ăn vui vẻ nè, có được bữa ăn ngon thì cho nên mình đó là cái động lực để giúp cho mình có thể hoạt động lâu dài. Đều đặn mỗi trưa thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần, căn bếp của quán cơm Yên Vui sẽ đỏ lửa để chuẩn bị những suất ăn thơm ngon đến với mọi người. Khách hàng của quán có thể là những người lao động lớn tuổi, những sinh viên xa nhà hay những thực khách lỡ đường. Tất cả mọi người, một khi đã đến quán thì chắc chắn sẽ có một bữa ăn ấm lòng. Nghe mấy bạn bè mình bán số chung nè, ta nói chỗ quán Yên Vui thì ăn cơm ngon, rồi cái tôi hỏi theo, cái tôi mò theo. Trong lúc chú đi buôn bán rồi chú ăn xuyên suốt đây nè. Nói chung đồ ăn là rất sạch sẽ, nhân viên được cũng thoải mái nữa. Em ăn đây được 2 lần, thấy sạch rẻ với lại giống cơm mẹ nấu. Thấy mấy cô chú ở đây dễ thương giống như ông bà mình vậy đó. Không có lặp lại món nào hết trơn, 2 lần em ăn khác nhau. Cuộc sống vẫn còn nhiều mảnh đời khó khăn. Một bữa cơm ngon không chỉ giảm đi phần nào thiếu thốn mà còn thể hiện hơi ấm tình người. Hành động cho đi và giúp đỡ người khác như thế này sẽ giúp lan tỏa những thông điệp tốt đẹp, giúp mọi người suy nghĩ tích cực và nhân văn hơn. Làm cũng có mệt, nhưng mà thấy cũng vui trong bụng, thành ra cũng không thấy, nó không thấy mệt cho lắm. Vừa làm thì vui, thấy bà con có bữa ăn ngon, rồi khách đến ăn thấy cũng vui vẻ, cũng khen ngon, thì mình cũng vui trong bụng. Sức khỏe chú còn là chú phục vụ mãi mãi.